Xin chào các bạn, và trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về 5 lợi ích khi mà bạn học kiếm tiền online trên Clickbank. Thì như các bạn cũng thấy được đó, trong thời gian vừa qua thì tôi chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề, những cái video về kiếm tiền online trên Clickbank và cũng rất là nhiều bạn làm theo. Thì đâu đó khoảng 1 tháng, 2 tháng đầu tiên các bạn đã ra được cái kết quả rồi, ra được những cái thành quả và các bạn rất là vui mừng sau các bạn đăng lên trên group, đúng không nào? Đấy, thì tôi cũng xin chúc mừng các bạn đó là những cái chiến thắng đầu tiên, những cái small win, đúng không nào? Từ những cái small win đấy nó sẽ tạo cho chúng ta cái động lực mạnh hơn nữa để chúng ta tiếp tục chúng ta phát triển lên. Đấy, thì bạn nào mà ra được kết quả rồi thì mình đừng quên đăng cái kết quả, cái thành tựu của mình vào trong group để cho anh em chúc mừng, cũng như là mình đã tạo động lực thúc đẩy cho nhau lên được nữa, được chưa? Thì nếu như bây giờ bạn là một người mới bắt đầu với Clickbank, cũng chưa biết cách kiếm tiền online là gì, thì bạn hãy vào trên cái kênh YouTube của tôi, đó là trên kênh Sơn PS nha, để mình bắt đầu lại từ cái video đầu tiên, xem những hướng dẫn của tôi đi, được chưa? Thì trong cái video này tôi chia sẻ các bạn về 5 lợi ích khi mà bạn học kiếm tiền online với trên Clickbank. Thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn nhắc cho các bạn đó, mà đây là lý do mà số 1 mà tôi lựa chọn Clickbank, và nó giúp cho tôi có thể trở thành một chuyên gia về lĩnh vực về marketing. Thì như bạn đã biết rồi, vào thời điểm hiện tại, thời điểm 4.0, người ta không chỉ phải có là cái một cái cửa hàng hoặc là một cái showroom nữa. Để đầu tư như vậy là chúng ta phải mất vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, đúng không nào? Mà không phải ai cũng có một số vốn lớn như vậy để mình bắt đầu. Thì bây giờ người ta đang có một xu hướng là người ta có thể bán được hàng trên online, tức là chỉ cần một vài sản phẩm mẫu thôi. Ví dụ như bây giờ giả sử đi, tôi muốn bán cái đồng hồ Pomodoro hình quả cà chua ở đây, tôi muốn bán hai quả này, thì thay vì hồi xưa là tôi cần phải là nhập một cái số lượng kho hàng rất là lớn, sau đó tôi trưng bày được cái cửa hàng của tôi để tôi bán sản phẩm này, đúng không nào? Đó, thì số tiền tôi phải bỏ ra nó hàng trăm triệu đồng, vài trăm triệu để tôi bán sản phẩm đấy. Tuy nhiên bây giờ thì tôi không cần phải làm như vậy. Tôi chỉ cần duy nhất tôi lấy từ bên nhà cung cấp hai sản phẩm mẫu thôi. Sau đó tôi chụp hình, tôi đăng lên trên Facebook, tôi chạy quảng cáo, hoặc tôi đăng trên Google, tôi làm ra một website. Đó, thì tôi bán sản phẩm này, và thậm chí là tôi hoàn toàn có thể là bán trước và sau đó thì tôi mới đi nhập sản phẩm này về. Đó, tôi có được danh sách thông tin khách hàng, người ta có order sản phẩm này rồi thì tôi mới bán sản phẩm này, tôi mới nhập sản phẩm này về. Thì như vậy nó sẽ giảm đi cái sự rủi ro đi để bắt đầu, được không nào? Thì bạn có hiểu được ý này không nào? Thì khi mà bạn đã trở thành một người giỏi về marketing rồi á, thì bạn sẽ được rất là nhiều những doanh nghiệp săn đón các bạn. Đây là cái từ săn đón luôn. Họ sẵn sàng, họ chi trả cho các bạn một cái mức thu nhập rất là cao, đó, để bạn nó trở thành một người làm về marketing cho doanh nghiệp của họ. Và đối với bản thân tôi này, có rất là nhiều người chủ doanh nghiệp thường xuyên inbox, thường xuyên gọi điện thoại, thường xuyên hỏi tôi rằng là ồ Sơn ơi, có ai làm về marketing giỏi hay không, giới thiệu cho anh với, giới thiệu với chị với. Mà ngân sách của họ, họ chạy quảng cáo nó không phải là giống như những người làm MMO mới bắt đầu đâu các bạn. Họ thậm chí họ chạy vài trăm triệu một tháng ngân sách chạy quảng cáo trên Facebook, Google, miễn là các bạn tạo ra khách hàng cho họ. Đó, thậm chí cũng có những người họ chạy là tiền tỷ một tháng các bạn. Hôm bữa tôi mới gặp một đứa em của tôi ngoài Hà Nội, bây giờ nó đang chạy cho bên thẩm mỹ viện, và một tháng cái tiền chạy quảng cáo thôi đó là trên 10 tỷ một tháng các bạn. Đó, các bạn thấy hình dung không? Thì nếu như bây giờ bạn trở thành một chuyên gia về marketing thì bạn được rất là nhiều những doanh nghiệp lớn họ săn đón cho bạn, trả cho bạn mức thu nhập rất là cao. Cái điều số 2 á, là ví dụ như bây giờ bạn không muốn đi làm người khác, bạn không muốn hợp tác bất kỳ ai, bạn chỉ muốn làm với chính mình thôi, thì bạn có thể là tự triển khai cái hệ thống marketing cho sản phẩm của chính bạn, đúng không? Thì khi mà bạn học Clickbank đây thì bạn đã có một cái kinh nghiệm, bạn trau dồi được cái kiến thức, cái kinh nghiệm, cái kỹ năng để trở thành một người làm về marketing thực sự. Bạn biết cách quảng bá, bạn biết cách marketing, bạn biết cách bán hàng, bạn hiểu về nhu cầu thị trường, bạn hiểu về khách hàng, everything, tất cả mọi thứ đó. Và hơn thế nữa này, bạn hoàn toàn có thể triển khai một cái hệ thống marketing. Nên tại sao trong cái chương trình của tôi đấy, thì trong chương trình của tôi thì tôi dạy cho các bạn rất là nhiều về Instagram, về Pinterest, về YouTube, về những cái trang quảng cáo khác, đúng không nào? Đấy, thì trước đây tôi cũng chia sẻ về những hình thức quảng cáo trên Facebook nữa các bạn. Đó, thì sau này tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái digital marketing cho bạn nhé. Và bạn hoàn toàn có thể triển khai được những cái này, mà những công ty lớn, những doanh nghiệp lớn họ cần phải rất là nhiều người để vận hành. Thì bây giờ là bạn muốn trở thành một người giỏi thì bạn phải biết tự tay làm cái đó trước đã, sau đó thì bạn mới đi thuê người khác, đúng không nào? Thì cái điều đầu tiên, bạn sẽ trở thành một người chuyên gia về marketing cực kỳ tài ba. Và bạn tin tôi đi, khi bạn đã trở thành một người giỏi như vậy rồi ấy, thì cái việc là bạn làm giàu là cái việc không thể tránh khỏi được. Đấy, đúng không nào? Việc làm giàu không thể tránh khỏi được.
tiền nhiều không thể tránh khỏi được, trừ khi là mình không làm thôi. Chứ nếu như khi mà các bạn đó có kỹ năng rồi thì các bạn kiếm tiền nó dễ lắm. Thời gian đầu bạn đã học về MMO, bạn học về kiếm tiền online để bạn nó kiếm được có vài trăm đô nó khó, đúng không nào? Kiếm được 100 đô nó rất là vất vả. Tôi nhớ cái hồi trước đây á, tôi học về kiếm tiền MMO với YouTube thì đâu đó khoảng 2 tháng mình mới kiếm được 10 đô la. Và chỉ cần nữa là ai đó kiếm được 10 đô la đầu tiên thôi á, sau đó mình post cái bài viết lên trên group, vài trăm ông vào comment chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng thì bạn thấy đó. Nhưng bây giờ thì khác, ví dụ như bây giờ thậm chí là để kiếm được 10 đô la thì tôi không cần phải vất vả như vậy, thậm chí là bây giờ chỉ trong một ngày thôi mình có thể kiếm được cái vài trăm đô rồi, đó là chuyện rất bình thường các bạn, không? Vài trăm đô là con số rất là nhỏ, không? Đối với tôi bây giờ đó, tôi cũng không có hay show cái thu nhập hay là cái tất cả cái thu nhập tổng của tôi ra làm gì hết, bởi vì tôi cũng không thích điều đó. Nó rất là kiểu như rất là tế nhị, không, mình không show ra điều đó. Nhưng thực sự đối với tôi thời điểm hiện tại ấy, khi các bạn đã có kỹ năng rồi, khi mà bạn đã có được những cái skill đó rồi ấy, thì các bạn đã kiếm tiền là việc rất đơn giản nha. Đó rồi, tiếp theo này là cái điều hay đây, đó là bạn có thể gia tăng được cái sự am hiểu về chuyên môn. Giả sử đi trong Clickbank thì nó không phải là chỉ có một ngách sản phẩm, nó có rất là nhiều cái thị trường khác nhau. Bạn thích cái lĩnh vực nào, bạn đam mê lĩnh vực nào, bạn hoàn toàn có thể đi sâu về cái sản phẩm đó để bạn tìm hiểu về nó, đúng không nào? Và bạn cũng có thêm cái sự am hiểu về chuyên môn. Đối không biết bạn như thế nào, nhưng mà khi mà tôi đọc những sales page bán hàng, tôi đọc về những email mà họ gửi cho khách hàng các bạn, tôi rất là thích, không? Và tôi cảm thấy rằng là tôi tự nhiên tôi có thêm được những cái kiến thức mới nữa đó, để áp dụng cho cuộc sống của mình. Giả sử đi bây giờ tôi rất là thích đọc về, tôi rất thích làm về chủ đề về về nấu ăn đi, thì tự nhiên tôi sẽ hiểu được à thì bây giờ là tôi sẽ cần cần phải chuẩn bị cái gì, không, tôi cần phải thực thực đơn ăn kiêng nó làm sao, tôi cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe của tôi. Hay là ví dụ như bây giờ tôi bán sản phẩm về 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 sản phẩm về tán gái thì chẳng hạn, đúng là thì tự nhiên mình lại hiểu được, biết được cái nhu cầu một người phụ nữ họ là gì. Tôi biết được rằng đó là họ sẽ tại sao họ lại hay giận mình, à thế tại sao họ hay là cái cách nào để làm sao để khiến họ vui, cách làm sao để nhắn tin để làm là để họ luôn luôn mong chờ cái tin nhắn của mình đó, có rất là nhiều các bạn đó. Hay là ví dụ như bây giờ tôi nói về chủ đề về luật hấp dẫn hay là về tâm linh đi, thì cái đây là một những cái tư duy tích cực, đúng không, là giúp cho phát triển cái mindset của mình nó tốt hơn, ok chưa? Thì đó là cái lý do số 2 tôi lựa chọn. Cái số 3 đó là nó giúp tôi rèn luyện được tiếng Anh. Thực sự đó, có nhiều bạn nó hỏi đằng sau nó cái này có phải giỏi tiếng Anh để bắt đầu không? Thực sự tôi không giỏi tiếng Anh các bạn, nhưng thông qua cái này thì mỗi lần mình đọc, mỗi lần mình dịch, Google dịch ra đó, mình translate 2 lần ra đó, thì khi mình nghe video của họ nữa này, mình đã đọc những cái bài 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 email của họ, bài viết của họ, thì lúc này mình đã gia tăng được thêm cái ngôn từ của tiếng Anh, mình nghe được tốt hơn, đây thì mình có cơ hội để mình rèn được tiếng Anh rất là tốt, đúng không nào? Cái số 4, cái điều đây đó là bạn có thể trở thành một người vendor. Một người vendor đó là người tạo ra sản phẩm, một người có thể là tự bán cái sản phẩm của chính mình được đó. Thực sự theo các bạn tôi là ai, theo các bạn tôi là ai? Tôi có phải là một người làm marketing không? Tôi là một người làm affiliate đúng không? Nhưng bên cạnh đó tôi cũng là một người làm vendor, tức là tôi tự tạo ra được sản phẩm của tôi tự bán được cái sản phẩm của tôi được luôn, chứ không phải là tôi chỉ đi bán sản phẩm cho người khác, hoặc là tôi chỉ tạo ra sản phẩm thôi mà tôi không biết cách bán. Các bạn thấy là tôi có triển khai hệ thống email marketing không? Các bạn thấy tôi có triển khai hệ thống quảng cáo không? Các bạn thấy tôi có triển khai hệ thống YouTube không? Các bạn thấy tôi có triển khai hệ thống trên Facebook không? Các bạn thấy tôi có chăm sóc khách hàng trên group không? Thì những cái gì mà tôi chỉ cho các bạn là những cái gì tôi đang làm, và thậm chí là tôi làm rất là nhuần nhuyễn điều đó nhiều năm nay rồi đó. Nên cái việc là kiếm được tiền vài trăm đô hoặc vài nghìn đô một ngày, đó là cái chuyện búng tay các bạn, nó rất là dễ đó. Nên tôi hy vọng rằng khi mà các bạn xem video này thì các bạn có một cái định hướng rõ ràng hơn và một cái niềm tin vào chính bản thân mình, các bạn thành công được. Được không nào? Thì video này tôi chẳng nói về cái gì, về chi tiết, về cách làm làm sao hết, nhưng đó là về tư duy, về cái mindset. Tư duy quyết định 80% khả năng thành công của chúng ta. Nên nếu chúng ta chỉ tập trung cái how, làm thế nào để kiếm tiền, thì các bạn sẽ không kiếm được tiền. Nhưng bạn hiểu được rằng cái động cơ để kiếm tiền, bạn biết được cái mục đích tại sao bạn kiếm tiền, thì tự nhiên bạn sẽ giàu có và thịnh vượng, bạn có nhiều thời gian. Ok chưa? Rồi, trong cái số 4 này là bạn trở thành một người làm affiliate chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Bạn học cách người khác dạy cho affiliate cách làm, bạn học cách để làm sao đó bạn để cái người ta tuyển một người affiliate như thế nào. Bạn sẽ học được cách mà người ta cung cấp những thông tin, những tài liệu gì cho người làm affiliate, thì lúc này bạn trở thành một người làm affiliate chuyên nghiệp. Thậm chí bạn có thể tuyển được những người affiliate dưới mình để bạn bán sản phẩm của bạn đó. Thì bạn thấy những cái lợi ích này có tuyệt vời không nào?
Nếu như bạn đã thấy video này có giá trị với các bạn tới đây rồi, bạn đừng quên bấm một nút like video nha. Đấy, thì có nhiều người bạn cũng hỏi Sơn rằng, à, thế Sơn ơi, thì khi mà làm những cái hình thức kiếm tiền giống như Sơn đang chỉ á, thì đã ai ra được kết quả hay chưa, đã kiếm được tiền hay chưa? Đấy, thì Sơn không phải là chỉ dạy cho các bạn về Clickbank, nó chỉ là một trong những cách thôi. Sơn dạy cho các bạn về những hình thức kiếm tiền online trên mạng, về affiliate marketing, về digital marketing, hay là những cái cách kiếm tiền bằng điện thoại di động, smartphone, đúng không nào? Đấy, thì thời gian gần đây Sơn cũng đang có một cái kênh YouTube mới, Sơn đã chia sẻ đó là 1000 cách kiếm tiền online. Bạn có thể đăng ký kênh YouTube ở đây. Đó, Sơn có để là trên phần kênh liên quan đấy nhé. Rồi, thì ai đã ra kết quả rồi thì cũng có nhiều người hay hỏi cái điều đó, nên lâu lâu mình cứ phải trả lời hay là mình phải gửi ảnh cho họ cái bằng chứng. Thì lúc đó mình quay lại cái video luôn, mình quay lại video đó là bằng chứng thu nhập luôn. Đấy, thì bây giờ này, sau này các bạn có thể vào trong cái mục danh sách phát ở đây, đó là bằng chứng thu nhập. Đó, bằng chứng thu nhập đó, bằng chứng thu nhập, thì bạn có phải vào cái danh sách phát, thì Sơn sẽ luôn luôn cập nhật mới để cho các bạn nó có một cái niềm tin rằng, à, cái cách này đã có người kiếm được tiền rồi đó, chứ không phải là không. Đấy, nên các bạn nào mà ra được kết quả rồi ấy, thì đừng quên này, mình tham gia một cái nhóm ở đây của chúng ta, tôi để được đường link phía bên dưới video hết nha. Đó, thì các bạn tham gia vào group đây, bạn đăng một cái bài post kèm với cái hình kết quả các bạn đã đó kiếm được tiền thực sự rồi. Cái điều số 2 á, nếu mà được bạn hãy chia sẻ cho ai đó một cái gì đó, một cái kinh nghiệm của bạn làm sao bạn thành công như vậy đi, đúng không, để cho họ có động lực thêm nữa. Thì đó là cái điều mà các bạn đang giúp lại cho những người khác đi sau bạn, ok chưa nào? Đó, thì cái này tôi rất là mong muốn các bạn giúp đỡ cho những anh em đi sau nhá. Đó, thì chúng ta hãy giúp đỡ nhau đi, bởi vì chúng ta không bao giờ hết được thị trường đâu. Rồi, tiếp theo số 5, đó là khi mà chúng ta làm Clickbank đây, bởi vì nó là kiếm tiền online, nó là kiếm tiền trên mạng, và ở đây thì các bạn có thể là lựa chọn làm mọi lúc mọi nơi, nó rất là linh hoạt về thời gian và thực sự nó không có tốn quá nhiều thời gian. Bạn có thể là vừa làm cái công việc hiện tại bạn đang làm, mà bạn cũng có thể làm thêm ở đây 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng một ngày, tùy bạn, được không? Đó, thì bạn hãy dành thời gian cho nó. Đó, thời gian đầu nó vất vả với bạn, bởi vì bạn học, bạn hiểu cách làm, rồi bạn thất bại, đúng không? Sau đó bạn mới đứng dậy. Thì lý do tại sao Sơn thành công, lý do tại sao những người tỷ phú, những người triệu phú khác người ta thành công, thì có phải là tự nhiên người ta làm thành công không ạ? Không, mà đó là người ta trải qua nhiều lần thất bại rồi thì họ mới có được cái sự thành công, đúng không nào? Thì bạn cũng vậy thôi, đúng không? Không phải là tự nhiên mà tự nhiên mình thành công được ngay, mà luôn luôn là phải trải qua rất là nhiều cái thất bại đắng cay rồi. Không, có rất là nhiều những hình ảnh như vậy, bạn có nhớ không? Nên ngày hôm nay chúng ta bắt đầu công việc này cũng vậy thôi. Đó, thì chúng ta sẽ linh hoạt về thời gian đó, và chúng ta cần phải có cái thời gian để chúng ta tích lũy dần, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một tí tẹo, đó để là hình thành nên cái con người của chúng ta. Thì tôi mong muốn rằng các bạn có thể là đầu tư thời gian để các bạn học tập cái này một cách nghiêm túc. Cái tiếp theo này, bạn có thể hoàn toàn lựa chọn cái thời gian đi chơi, đi du lịch cả tuần mà không ảnh hưởng tới công việc. Các bạn thấy, nếu mà bạn hay follow tôi ở trên kênh trên Facebook cá nhân Nguyễn Tùng Sơn đây, bạn sẽ thấy là tôi thường xuyên tôi đi du lịch, đúng không? Tôi thường xuyên tôi đi chơi, đúng không nào? Hôm bữa tôi mới về quê Thái Bình, quê hương của tôi. Thì tôi đi những cái chuyến đi như vậy, nó kéo dài cả tuần lễ, nhưng thực sự nó không có ảnh hưởng gì tới cái công việc của tôi hết, bởi vì nó là cái nó sẽ giúp cho mình tự động hóa được, ít nhiều gì nó sẽ tự động hóa được các bạn. Thời gian đầu các bạn nó làm thì các bạn chưa thấy được đó đâu, không, bởi vì các bạn là newbie, không, thì nó chưa tự động hóa. Nhưng về sau này khi mà các bạn có hệ thống email rồi, các bạn có được cái người chăm sóc cho các bạn rồi, các bạn nó tự động upsell rồi, nói chung là tự mọi thứ nó tự chạy cho các bạn rồi, bạn có thể lên lịch cho nó, bạn nó ngồi một ngày thôi, bạn lên lịch cho nó hàng tuần hay là hàng tháng luôn, thì lúc này nó tự động, đúng không nào? Tiếp theo này, bạn không cần phải đối mặt với ông sếp khó tính nữa, đúng không? Bạn nó làm công việc mà bạn yêu thích và bạn có thể là thoải mái lifestyle, phong cách sống. Sau này tôi sẽ đăng cái đó nhiều hơn cho các bạn. Rồi, ngoài ra này, bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra một cái hệ thống nguồn thu nhập lớn. Và thực sự nhiều anh em nói rằng kiếm một vài trăm triệu một tháng là chém. Thực sự các bạn, tôi cũng đã gặp rất là nhiều anh em, họ rất khiêm tốn các bạn. Họ trong thế giới ngầm là tàu ngầm luôn, không bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, không bao giờ chia sẻ gì giống như tôi hiện tại đang làm đâu các bạn. Họ kiếm vài tỷ một tháng là chuyện bình thường, không? Và những cái người mà lần trước tôi ra Hà Nội các bạn, và tôi đã gặp được rất là nhiều bạn, thì những người bạn đó họ mới sinh năm 91, 96 thôi, tài sản của họ, tôi nói các bạn nó chỉ phát sợ thôi, họ có vài chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ rồi, không, mà đây là 9x nha. Đó, nên người giỏi nhiều lắm các bạn, nên mình
đừng suy nghĩ rằng là cái việc đó là chuyện viển vông, đó là sự thật hết các bạn. Thì trong video tôi thường đến cái đoạn cuối tôi mới nói ra những sự thật như vậy thôi. Những ai mà họ không quan tâm thì họ đã thoát ra khỏi video này rồi. Thì tôi chúc mừng bạn bởi vì bạn vẫn coi tới đây. Khi mà bạn coi tới đây rồi thì bạn sẽ nhận được những thông tin giá trị từ tôi, đúng không nào? Đó, thì bạn hãy nỗ lực hết sức mình đi. À phải rồi, thì trong cái thời gian tới thì tôi đang chuẩn bị khai giảng cái chương trình. Đây là chương trình mới. Đây là khóa học K02 mà tôi sẽ bắt đầu. Cứ một chương trình như vậy thì đâu đó sẽ có những học viên, tôi sẽ add cho các bạn vào trong cái group chuyên sâu, các bạn sẽ được hỏi đáp, sẽ được làm việc trực tiếp với tôi ở mức độ chuyên sâu hơn, level cao hơn, tôi phục vụ bạn level cao hơn. Nhưng đây không phải là chương trình miễn phí. Chương trình miễn phí thì bạn có thể là học qua email, hoặc là bạn có thể học trên kênh YouTube của tôi. Thì góc độ đây, nếu như bạn muốn nâng cấp bản thân mình lên, muốn có một người thầy hỗ trợ kèm cặp giúp đỡ cho các bạn, muốn được những cái người mà cùng tư duy, cùng mindset họ giúp cho các bạn, muốn được những cái người họ đi trước, họ ra được kết quả rồi, họ chỉ cho các bạn cách làm, hay là muốn lên được level cao hơn nữa, thì các bạn hãy đăng ký chương trình này. Và cái chương trình này nó sẽ mang tên là Clickbank Thống Trị. Và tôi sẽ dạy cho các bạn những tất cả mọi thứ, everything về Clickbank để làm sao giúp cho bạn nó kiếm được cái thu nhập 1.000 đô la đầu tiên, 2.000 đô la đầu tiên đối với Clickbank. Thì thực sự vài nghìn đó búng tay là ra, nhưng đối với bạn là người mới đúng không nào, thì bạn cần phải có một sự huấn luyện, sự kèm cặp, cái lộ trình, cái checklist từng ngày công việc cần phải làm là gì, thì tôi sẽ dạy cho các bạn trong chương trình này, được chưa? Rồi thì nếu như bạn nào thực sự quan tâm chương trình này thì thông tin thì tôi để lại phía bên dưới video này hết, hoặc là bạn có thể là comment cái số điện thoại của bạn lại phía bên dưới đó. Thì chương trình này hãy nhớ đây là chương trình trả phí nha, không phải là chương trình miễn phí, được chưa? Miễn phí thì tôi sẽ nói là miễn phí, trả phí thì tôi sẽ nói trả phí. Bạn nào muốn nâng cấp level mình cao hơn lên thôi. Còn nếu như bây giờ bạn chưa điều kiện, không sao, bạn cứ học những cái video hướng dẫn của tôi đó, thì bạn vẫn có thể ra được kết quả là khoảng 200 đô, 500 đô thu nhập một tháng. Bạn nếu như bạn đã thường xuyên theo dõi những cái gì mà anh em ở trong group hay chia sẻ đó, thì có rất là nhiều người bạn thậm chí là chưa được 20 hay là 18 tuổi thôi, họ cũng đã ra được thu nhập khoảng vài trăm đô một tháng rồi các bạn. Đây là sự thật nha. Thì đó, đây là những con người, người thật, việc thật, tài khoản là thật, Facebook là thật, họ chia sẻ như vậy đấy. Ok rồi, thì nếu như bạn thấy video này có giá trị, đừng quên bấm vào nút like video và đăng ký kênh YouTube của tôi nha. Đăng ký và bấm vào nút hình quả chuông đây này để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nhá. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.